thì mình sẽ dẫn cả nhà đi chùa với mình nha. Hôm nay là mùng 1 đầu năm, mình sẽ dẫn cả nhà đi chùa. Mình quay về phía trước cho các bạn. Các bạn xem, đầu năm người ta, mọi người đi chùa rất là đông. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu năm thì chúng mình cũng sẽ đi bái Phật. Hoa đào rất là đẹp. Lần đầu tiên mình tới chùa này. Lát mình sẽ vào quay cho các bạn xem. Đã bán đủ rồi chưa? Bên này nó quý chó nhỉ? Chó mà nó bé hẳn, quần áo nó bé hẳn. Kiến trúc chùa bên Đài Loan sẽ không giống như bên Việt Nam của mình các bạn. Cái hoa văn trang trí của nó cũng không giống như bên Việt Nam của mình. Và đây là những cái đồ trang trí, mình không biết là để dùng trong nhà hay là để dùng làm gì, mình cũng không biết. Nắng lùng. Hi, A Dũng. Quay cho nào, quay 3 em thôi. Cứ cầm ra, hai bên thì có rất là nhiều hoa đào. Bây giờ chúng ta cùng vào trong nha. Vì đang dịch bệnh cho nên bây giờ chúng mình phải xếp hàng để đo nhiệt độ, rồi xịt cái nước kháng khuẩn, rồi chúng ta mới có thể vào trong được nha các bạn. Giờ này chúng mình còn đang xếp hàng đây. Các bạn xem, ngôi chùa rất là lớn, kiến trúc hoa văn của nó rất là đẹp. Tụi mình sẽ vào trong và quay tiếp cho các bạn xem nha. Vì phía trong rất là đông người cho nên lễ vật phải để phía ngoài thôi các bạn. Và tụi mình cũng đã lễ Phật xong rồi, vì đông quá cho nên mình không thể quay cặn kẽ cho các bạn xem được. Bây giờ chúng ta về nha. Hôm khác mình sẽ quay những cái video sau cho các bạn xem. Vì đi chùa mà lễ Phật với lại mọi người đông quá cho nên mình không có quay được tốt. Bye bye các bạn nha.